Nhà thuốc cho tôi hỏi là tôi bị ung thư buồng trứng giai đoạn 2, đã cắt hết buồng trứng. Giờ tôi uống những cây thuốc gì để cho tế bào ung thư không phát triển nữa ạ? Chào bạn, bạn đã phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng thì bạn nên sử dụng một số vị thuốc nam có tác dụng phòng ngừa ung thư và ngăn chặn sự phát triển của khối u. Những vị thuốc nam này thì cần phải có khả năng là chống oxy hóa cao, khả năng tăng cường sức đề kháng và khả năng kháng lại tế bào ung thư. Những vị thuốc đó là cây sả đen, cây bồ công anh, cây an xoa và nấm liêm xanh nếu như có. Liều dùng là mỗi vị khoảng 15g một người. Kiên trì sử dụng uống kết hợp với nhau lâu dài hàng ngày. Bạn có thể sử dụng thay nước lọc thì sẽ có hiệu quả tốt. Để biết thêm thông tin chi tiết về liều dùng cũng như là cách dùng kết hợp thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh 0972 409 268 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.